Cổ vai gáy là tình trạng cơ của vùng cổ vai gáy bị co cứng gây nên những cơn đau. Ngoài ra, người bệnh còn bị hạn chế một số vận động như quay cổ, xoay đầu. Những cơn đau này thường xuất hiện vào buổi sáng, liên quan đến hệ xương khớp và mạch máu tại vùng vai gáy. Khi bị đau cổ vai gáy, ban đầu người bệnh chỉ có cảm giác đau nhẹ, mỏi vùng vai gáy. Những cơn đau này sẽ tăng thêm về mức độ và tần suất nếu bệnh kéo dài. Cơn đau càng biểu hiện rõ ràng khi người bệnh lao động nặng, vận động cổ vai gáy nhiều. Bệnh đau cổ vai gáy thường xuất hiện bất ngờ, không báo trước. Các cơn đau mỏi vai gáy có thể được nhận biết dựa trên những dấu hiệu sau. Cơn đau thường xuất hiện khi ngủ dậy hoặc sau khi làm việc nặng, ngồi quá lâu trên mặt bàn làm việc với cùng một tư thế. Mức độ đau sẽ càng tăng khi người bệnh đứng, ngồi lâu, ho, hắt hơi, vận động cổ hay khi thời tiết thay đổi. Khi nghỉ ngơi thì cơn đau sẽ giảm xuống. Cơn đau từ bả vai lan xuống cánh tay, một hoặc hai bên khiến vai và tay luôn bị tê mỏi, nặng nề, khó vận động. Khi sờ vào vùng bả vai, cánh tay sẽ thấy tê cứng, biểu hiện của tăng cảm giác đôi khi chỉ đi lại nhẹ nhàng cũng làm vùng cổ vai gáy đau nằm ngủ nghiêng về một bên sẽ gây đau tùy trường hợp người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng chóng mặt ủ tai hoa mắt đau cổ vai gáy là tình trạng khá nhiều người gặp phải bệnh lý này do nhiều nguyên nhân gây nên có thể do cơ học hoặc do bệnh lý các nguyên nhân cơ học bao gồm tập luyện quá sức trường hợp tập luyện quá sức tập sai kỹ thuật có thể khiến bạn bị đau mỏi cổ vai gáy ngoài ra không khởi động trước khi vận động mạnh cũng gây nên tình trạng này hoạt động sai tư thế Ngồi cong lưng trong thời gian dài, ngủ gục xuống bàn có thể khiến mạch máu bị chèn ép. Lưu thông chậm lên vùng cổ dẫn đến đau mỏi, tính chất công việc. Những công việc phải ngồi hoặc đứng một chỗ trong thời gian dài sẽ khiến các cơ vùng cổ, bả vai bị chèn ép, thiếu máu nuôi dưỡng nên dễ bị đau mỏi, thiếu dinh dưỡng, việc thiếu một số vitamin, khoáng chất, đặc biệt là canxi có thể khiến dây thần kinh ngoại vi hoạt động yếu hơn, dẫn đến đau đớn tê bì vùng vai gáy. Chấn thương, chấn thương vùng vai gáy có thể làm tổn thương dây chằng, đốt sống, điều này có thể dẫn đến tình trạng đau mỏi cổ vai gáy, nhiễm lạnh. Cơ thể bị nhiễm lạnh có thể khiến dây thần kinh bị tổn thương, lâu dần gây tình trạng đau mỏi vai gáy. Một số nguyên nhân bệnh lý bao gồm thoái hóa đốt sống cổ, rối loạn chức năng thần kinh, vôi hóa cột sống, viêm bao khớp vai, rối loạn khớp bả vai lồng ngực. Theo thói quen thông thường, người bệnh đau cổ vai gáy thường sử dụng thuốc giảm đau nhằm cắt đứt cơn đau nhanh chóng. Nhiều trường hợp người bệnh tìm đến bác sĩ sau khi bị phù nề viêm lết dạ dày thậm chí lờn thuốc do đã uống hàng tháng trời vì vậy để quá trình điều trị đạt hiệu quả cao người bệnh cần được chuẩn đoán chính xác nguyên nhân và chữa đau vai gáy đúng cách thói quen sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên hay tự ý tăng liều lượng thuốc với hy vọng giảm đau tốt hơn có thể khiến người bệnh phụ thuộc vào thuốc và phải gánh chịu nhiều tác hại nghiêm trọng điều này khiến căn nguyên cơn đau không những không được chữa trị tận gốc mà người bệnh còn phải gánh mặt với các tác dụng phụ từ thuốc giảm đau Sử dụng paracetamol liều cao kéo dài có thể gây tổn thương gan, thậm chí dẫn đến tử vong. Trong khi uống thuốc kháng viêm steroid quá liều sẽ gây viêm lết dạ dày, tá tràng và hại thận. Còn thuốc chứa corticoid dễ khiến người dùng phụ thuộc thuốc, khi ngưng sử dụng sẽ có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, các khớp đau nhức và khó chịu. Ngoài ra, khi sử dụng các thuốc giảm đau làm lưu mờ triệu chứng, người bệnh lầm tưởng rằng bệnh đã khỏi. Nhưng thực chất bệnh đang âm thầm diễn tiến thành bệnh mãn tính, dễ gây biến chứng ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm rằng là thực ra mà nói thì là cơ quan chúng ta cần phải nhớ rằng là về luật thì là cơ quan y tế người ta cũng đã có những cái quy định rất là chặt chẽ là cái việc mà mua thuốc đặc biệt là bán thuốc là phải có đơn cái chuyện này rất là rõ ràng cũng một lần nữa để nhắc nhở với quý vị rằng là cái việc mà chúng ta ra hiệu thuốc để hỏi thuốc mua thuốc mà không có đơn thì cái điều đấy là không đúng luật và thậm chí là nếu mà ai vào bắn thuốc cho các bạn mà không có đơn cũng là không đúng luật. Cho nên là cái việc này chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Vì sao thế? Tại sao luật lại quy định như vậy? Nó phải có cái căn gọi là có cái căn nguyên, có cái cơ sở khoa học. Có hai cái câu chuyện ở đây mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Cái thứ nhất là cái việc mà chúng ta điều trị đặc biệt là những cái trường hợp ví dụ như chúng ta bị đau cấp tính. Chúng ta rất dễ dàng trong cái câu chuyện là thôi mình uống để cho nó giảm đau, cho nó được một cái việc tránh cái tình trạng mất thời gian thế nọ thế kia. Thế nhưng mà ngược lại lại có rất là nhiều các trường hợp khác. Khi mà chúng ta à, sử dụng lặp đi lặp lại cái câu chuyện này thì đôi khi chúng ta có những cái bệnh ở bên trong mà chúng ta vì cái chuyện uống thuốc giảm đau chúng ta. À, cảm thấy triệu chứng nó được cải thiện và dẫn đến cái tình trạng là chúng ta không đi khám bác sĩ và bệnh của chúng ta đến lúc mà chúng ta nặng quá mới đến gặp bác sĩ hoặc khi mà chúng ta gặp được bác sĩ thì nó đã quá muộn thì vậy thì rõ ràng là chúng ta mất cái cơ hội để điều trị bệnh đấy là cái cơ sở thứ nhất nó liên quan đến trực tiếp đến sức khỏe của quý vị nhưng mà còn cái câu chuyện thứ hai nữa là nếu mà chúng ta sử dụng các cái thuốc giảm đau mà thông thường trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều các cái nhóm khác nhau nhưng phổ biến là cái nhóm mà thuốc chống viêm giảm đau đây là một cái nhóm thuốc mà có cái tác dụng giảm đau rất nhanh rất mạnh rất là gọi là nhiều bệnh nhân người ta có cảm giác như là rất là sảng khoái và người ta cảm thấy nó giống như là một cái một cái giải pháp cực kỳ là hữu hiệu cho người ta. Tuy nhiên những cái thuốc này tự chung lại nó đều có những các cái tác dụng phụ rất là nghiêm trọng liên quan đến à, nội tạng của cơ thể từ cái câu chuyện ảnh hưởng đến chức năng gan có thể gây suy gan suy thận cấp thậm chí là nó có thể ảnh hưởng đến những cái trường hợp cấp tính hơn ví dụ như là gây loét gây chảy máu dạ dày rồi là nặng hơn nữa có những cái trường hợp là gì nó có thể gây co thắt mạch vành và dẫn đến những cái cơn mà đau tim hoặc nhồi máu cơ tim rất là cấp tính đây là một cái chủ đề cực kỳ nổi tiếng nổi bật ở trong cái chuyên ngành xương khớp cũng như là chuyên ngành à, à, tìm mạch đấy ạ. Tức là những cái trường hợp mà điều trị xương khớp nếu không đúng chỉ định rất là có nguy cơ dẫn đến những cái tình trạng mà phải can thiệp mạch vành, vành cấp tính mà nếu mà không kịp thời thì có thể để lại những các cái hoặc là di chứng nặng hoặc là có thể đến những cái biến chứng nặng nhất cho người bệnh. Một số biện pháp điều trị đau cổ vai gáy bao gồm nghỉ ngơi và giảm công việc ảnh hưởng đến vận động vùng cổ vai gáy, tránh vận động quá mức và nghỉ ngơi khi cảm thấy đau, hạn chế việc sử dụng điện thoại di động và máy tính trong thời gian quá dài duy trì tư thế ngủ đúng sử dụng gối và đệm phù hợp để giữ cho cổ vai gáy thẳng khi ngủ nên nằm ngửa hoặc nằm nghiêng khi ngủ tránh tư thế nằm sấp vì sẽ gây áp lực cho vùng cổ vai gáy tập luyện và tư thế đúng khi làm việc thực hiện các bài tập tăng cường cơ cho cổ vai gáy và lưu ý đến các tư thế làm việc ngồi đứng đúng cách Công việc văn phòng liên tục ngồi một chỗ, thao tác với máy tính trong nhiều giờ cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau mỏi vai gáy. Người bệnh cần điều chỉnh tư thế thoải mái, hai chân đặt lên sàn và giữ đầu gối thấp hơn hông, tay đặt ngang với bàn làm việc để giảm áp lực nén lên cuộc sống, gân, cơ, khớp vùng cổ vai gáy, uống nước và ăn đủ chất dinh dưỡng, điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng vâng chúng ta gọi là y học hiện đại và y học cổ truyền đúng không bản thân y học cổ truyền của chúng ta cũng có rất là nhiều biện pháp để có thể điều trị các cái bệnh lý mà đặc biệt là thoái hóa vùng cột sống hoặc là các cái bệnh lý mà đau nhức cổ vai gáy cấp tính hoặc mạng tính những cái nguyên nhân mà nó rất là thường gặp À, thì là chúng ta thấy rằng là à, ví dụ như về y học cổ truyền chúng ta có xoa bóp bấm huyệt chúng ta có châm cứu à, tức là có châm có 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 châm và có cả cứu nữa các cái biện pháp mà ngải cứu của y học cổ truyền cũng rất là hữu ích rất nhiều trường hợp như là co cơ do lạnh chẳng hạn thì cái việc mà chúng ta dùng cứu để chúng ta làm ấm làm à, tăng cường gọi là à, hoạt hóa gọi là tăng cường các cái kinh kinh huyệt à, gọi là các cái huyệt cũng như là các cái kinh mạch ở cái vùng cuộc sống đó làm cho nó thông đi thì nó sẽ không bị đau nữa đấy là những cái biểu hiện rất là tốt đặc biệt là rất nhiều các cái bài thuốc người ta cũng có thể sử dụng để có thể gọi là đả thông kinh mạch đúng không làm cho thông kinh hoạt lạc nó cũng làm cho tất cả những cái chuyện này nó cũng sẽ giải quyết được cái bệnh rất là tốt và cái thứ hai nữa đối với học hiện đại thì chúng tôi cũng có hai cái mức mà chúng tôi thường hay chia sẻ là cái biện pháp mà can thiệp và cái biện pháp mà không can thiệp các cái biện pháp không can thiệp có thể kể ra ở đây như là các cái thay đổi về mặt tư thế thay đổi về các cái sinh hoạt rồi các cái bài tập rồi là thậm chí là mạnh hơn nữa chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp mà vật lý trị liệu rồi phục hồi chức năng với các cái chuyên gia hỗ trợ và cái thứ ba nữa là chúng ta có thể sử dụng các cái loại thuốc để chúng ta có thể điều trị tác động vào cái căn nguyên thuốc có thể sử dụng bằng đường uống có thể bằng đường tiêm và rất là nhiều các cái biện pháp về thuốc mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp để đạt được cái hiệu quả mà lại tránh được các cái tác dụng phụ thế còn cái thứ hai nữa là nếu mà những cái biện pháp không can thiệp mà chúng ta cảm thấy hiệu quả nó không có nhiều Chúng ta sẽ phải cân nhắc cái câu chuyện là liệu là những cái tổn thương này nó có phải can thiệp hay không Có phải xử lý bằng các cái biện pháp phẫu thuật hay không Thì ngoài những cái trường hợp mà can thiệp uh, bằng dao kéo như ngày xưa chúng ta thường nghĩ phẫu thuật thì bây giờ bản thân phẫu thuật người ta cũng có rất nhiều các biện pháp từ những cái biện pháp như là bằng tia từ những cái biện pháp là bằng nội soi rồi cũng tất cả những cái câu chuyện này cũng giúp là làm thế nào thứ nhất là giải quyết được căn nguyên bệnh và cái thứ hai nữa không có tổn thương quá quá nhiều đến tủy sống đến cột sống đến các cái cấu trúc của chúng ta tránh cái tình trạng là mọi người lại nghĩ rằng à khi phẫu thuật tức là bác sĩ phải mổ một đường rất dài thì thực ra là bây giờ những cái chuyện đấy không phải là cái điều mà các bệnh nhân người ta phải quá lo sợ cho nên là khi mà chúng ta có các cái vấn đề hãy trao đổi với các bác sĩ của mình để có một cái sự lựa chọn nó phù hợp nhất điều trị một cách có hiệu quả nhất. Dạ.